Bạch Thế Tôn, nếu Pháp không quên mất và tướng của Pháp không quên mất là không, tánh luôn luôn xả và tướng của tánh luôn luôn xả là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, nếu trí nhất thiết và tướng của trí nhất thiết là không, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tướng của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, nếu quả dự lưu và tướng của quả dự lưu là không, quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán và tướng của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, nếu quả vị độc giác và tướng của quả vị độc giác là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, nếu tất cả hạnh Đại Bồ Tát và tướng của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, nếu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tướng của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát hoàn toàn không có sở hành là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát hoàn toàn không có sở hành là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy, này thiện hiện, do Bát Nhã Ba La Mật Đa này chẳng thể nắm bắt được, nên Đại Bồ Tát cũng chẳng thể nắm bắt được, hành cũng chẳng thể nắm bắt được, hoặc người năng hành, hoặc do đó mà hành, hoặc chỗ sở hành đều chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát hoàn toàn không có sở hành và hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì ở trong đó tất cả hí luận chẳng thể nắm bắt được. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát hoàn toàn không có sở hành là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì khi mới tu nghiệp, Đại Bồ Tát tại sao phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm, nên đối với tất cả Pháp thường học vô sở đắc. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy, khi tu bố thí, dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu bố thí. Khi tu tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu tịnh giới cho đến bát nhã.